Hi, xin chào các bạn. Mình là Bằng đây và hôm nay Bằng đang có mặt tại thành phố nổi Venice ở quận Los Angeles. Và đây được xem như là một trong những thành phố nổi gần giống với Venice của Ý nhất. Và nếu như chúng ta không có cơ hội được đến Ý để tham quan cái thành phố nổi Venice thì chúng ta có thể đến đây tại quận Los Angeles, cách với Lido Sài Gòn khoảng 40 phút lái xe về hướng Bắc để chúng ta có thể tham quan được thành phố nổi Venice nha các bạn. Vào năm 1905 thì Albert Kenny đã cho xây dựng thành phố Venice, hay còn gọi là thành phố nổi hay là thành phố trên đào mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Albert Kenny là một người sinh ra và lớn lên tại tiểu bang New Jersey, nhưng mà đến năm 16 tuổi thì ông được gia đình gửi sang Pháp để du học. Trong những năm tháng học tại Pháp, cái văn hóa và cái kiến trúc của châu Âu đã ảnh hưởng đến con người ông một cách nhất định. Và sau những năm tháng học tại Pháp, ông trở về lại quê nhà và từng tham gia vào vệ binh quốc gia. Sau những năm tháng phục vụ cho vệ binh quốc gia thì ông tiếp tục làm việc tại xưởng thuốc lá của gia đình. Và với cái công việc tại xưởng thuốc lá của gia đình đó đã cho ông có nhiều cơ hội được đi đến những cái nông trại và những cái đồn điền ở phía nam của nước Mỹ. Trong những cái lần ông đi đến những cái nông trại và những cái đồn điền ở phía nam nước Mỹ đó, ông đã cảm thấy rằng có rất là nhiều vùng đất mới và nhiều nơi ông chưa biết và ông muốn tìm hiểu nó. Vì vậy, cho đến năm 30 tuổi, ông quyết định ngừng cái công việc tại xưởng thuốc lá của gia đình của ông lại và ông xin một kỳ nghỉ rất là dài để thực hiện một chuyến đi vòng quanh nước Mỹ và những nơi mà ông muốn đến. Nhưng mà tiếc thay là cái chuyến đi của ông đã bị dang dở. Bởi vì khi mà ông đi đến cái vùng biển Santa Monica, ông đã bị trở bệnh, đó chính là cái căn bệnh xuyễn của ông. Nó trở nặng và bắt buộc ông phải nhập viện. Thì sau khi được các bác sĩ tại vùng Santa Monica cứu chữa, ông tỉnh lại và ông quyết định sẽ ở lại đây và lập nghiệp, không trở về New Jersey nữa. Và những năm tháng ông sống tại Santa Monica, ông đã quen được một người bạn có tên là Ryan. Ông này là một nhà đầu tư bất động sản. Và Kenny cùng với Ryan, ông đã kể cho người bạn của ông nghe về những cái kiến trúc, về những cái văn hóa mà ông đã được nhìn thấy ở Pháp, ở châu Âu trong những năm tháng mà ông đi du học, cũng như là kể cho Ryan nghe về những cái nơi mà ông đã đặt chân đến ở vùng miền Nam của nước Mỹ. Và sau đó thì Ryan đã quyết định cùng với ông mang cái ý tưởng của ông để xây dựng nên một thành phố nghỉ mát, một bãi biển để nghỉ mát là Santa Monica ngày hôm nay. Và sau khi mà ông cùng với Ryan thực hiện xây xong cái khu nghỉ mát ở Santa Monica thì ông tiếp tục thực hiện ước mơ của đời mình, đó chính là xây dựng một thành phố nổi giống như Venice của Ý. Và ông đã về phía nam của Santa Monica và xây dựng nên cái thành phố Venice ngày hôm nay. Và bây giờ Bằng mời các bạn cùng với Bằng chúng ta sẽ tham quan một vòng Venice nha các bạn. Thank you.
Bằng đã từng có cơ hội được đặt chân đến một vài thành phố cổ ở Mỹ, ví dụ như là Sauven là làng của người Đan Mạch các bạn, hay là thị trấn William nằm trên con đường số 66 huyền thoại ở tiểu bang Arizona. Thì những cái thành phố cổ hay những cái thị trấn cổ này đó, nó có một cái nét tương đồng với nhau là cái kiến trúc cổ, cái vẻ thanh bình và nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thực sự có một điều khi mà Bằng đặt chân đến cái Venice ở Santa Monica này đó, làm Bằng vô cùng ngạc nhiên. Đó chính là sự gần gũi. Bởi vì khi mà Bằng nhìn thấy ở đây Venice có những ngôi nhà bên con kênh đào với dòng nước trong xanh, với hai bên là những cái hàng cọ, thì Bằng lại nghĩ đến cái vùng miền Tây Nam Bộ ngày xưa của chúng ta, vùng đất Tây Đô bây giờ. Nhớ đến cái thời mà cha ông của chúng ta đã đến đây khai hoang lập ấp, xây dựng nên vùng đất Tây Đô với cuộc sống thương hồ, cũng với dòng sông nhỏ, với những chiếc xuồng ba lá và với những cái hàng dừa nước, thì làm cho Bằng thật sự rất là gợi nhớ vùng đất Tây Đô, gợi nhớ đến quê hương Việt Nam. Và nếu như các bạn có cơ hội, hãy đặt chân đến Venice ở Santa Monica một lần để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình ở nơi đây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video của Bằng Võ cùng với gia đình. Và nhớ bấm nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của Bằng và gia đình nha. Và nhớ bấm like và share để cho mọi người cùng xem. Và cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại.